Chào mừng quý vị và các bạn đang quay trở lại với chuyên mục tin tức mới mỗi ngày. Hy vọng quý vị và các bạn sẽ có những thông tin thật bổ ích và đừng quên ấn nút like, share và đăng ký để ủng hộ cho kênh của chúng tôi nhé. Và sau đây, xin mời chúng ta cùng đến với những phần tin chi tiết. Vợ kẻ 32 tuổi vì sao không cận kề khi thương tín bị đột quỵ? Độ mạnh thần quân quyên góp ủng hộ 800 triệu đồng và một chiếc xe hơi, nhưng chỉ sau 8 tháng, nghệ sĩ thương tín đã rơi vào hoàn cảnh khó khăn, túng thiếu. Chia sẻ trên truyền thông, nghệ sĩ thương tín than rằng ông phải nhịn đói nhiều ngày, không có tiền ăn, vợ con cũng bỏ đi. Không chỉ thế, hiện nam nghệ sĩ còn mắc Covid-19. Đang cách ly điều trị tại nhà, giữa lúc dân tình đang tranh cãi chuyện nghệ sĩ thương tín chi tiền tiêu từ thiện. Đoạn clip vợ nghệ sĩ thương tín lên tiếng nói rõ lý do không kề cận khi ông nhập viện vì đột quỵ vào hồi cuối tháng 2, bất ngờ được khui lại. Cụ thể, bà xã kém 32 tuổi của nghệ sĩ thương tín cũng từng lên tiếng phân trần như sau: "Tôi biết nhiều người đang trách tôi vì sao khi anh thương tín nhập viện không thấy người nhà đâu. Tôi xin đính chính là vì mùa dịch này không thể sống, cuộc sống rất khó khăn. Tôi phải về quê cho con đi học, việc đi lại Sài Gòn cũng khó. Chứ cứ ở đây thì khổ cả hai vợ chồng, khổ cả con ra. Trong mùa dịch này, anh thương tín cũng khó khăn vì không làm phim được. Cách mấy hôm, anh thương tín về quê thăm con. Anh nói anh mệt thì tôi định đưa anh đi khám bệnh, nhưng sau đó chồng tôi nói khỏe rồi, phải vào Sài Gòn xem có phim không để làm. Sáng hôm ấy, anh lên Sài Gòn xong, thì chiều tối anh nghe tin anh ấy nhập viện. Ngay trong đêm tôi cũng lên luôn. Đồng thời, vợ nghệ sĩ thường tin nói rõ cuộc sống thiếu thốn khó khăn của hai vợ chồng. Việc anh tin có nguy cơ bị đột quỵ, gia đình cũng dự đoán được trước vì đôi ba lần anh bị té như vậy rồi. Anh tin vừa về quê mấy ngày rồi lên, sáng nay anh vẫn ăn uống bình thường. Đến 11 giờ tôi nghe anh ấy bị đột quỵ là nhanh chóng chạy lên ngay. Hồi đó tôi và anh cùng ở Sài Gòn, nhưng vì con cái đi học, vì cuộc sống nên phải ở quê và cho con được ổn định. Hai chúng tôi không thể ở đây. Vì anh tín phải làm việc ở Sài Gòn, con gái thì phải đi học ở Phan Rang, anh phải lo làm phim, thỉnh thoảng vào thứ bảy chủ nhật thì hai vợ chồng con gái lên thăm nhau, anh ấy mà bị làm sao, bệnh tật gì thì hiển nhiên trách nhiệm của anh ấy là phải nuôi." Thời điểm đó, vợ nghệ sĩ thường tín được MC Phạm Anh hỗ trợ mở tài khoản cá nhân riêng, nhờ Mạnh Thường Quân trong ngoài nước thường giúp, vợ nghệ sĩ thường tín đã nhận được hơn 400 triệu đồng. Tiền quyên góp, giúp đỡ. Tuy nhiên sau tạm đà, nghệ sĩ thương tín buồn bã chia sẻ vợ của ông bế con bỏ đi biệt tích. Còn nghệ sĩ thương tín liên tục rơi vào hoàn cảnh bệnh tật, khó khăn, túng thiếu. Tạm tháng khi được nghệ sĩ Mạnh Thường Quân giúp đỡ, nghệ sĩ thương tín rơi vào hoàn cảnh khó khăn. Theo lời kể của nam nghệ sĩ, vợ con anh cũng vì rời quê quá chán trường. Thế nhưng, không ai ngờ rằng, ở tuổi xế chiều, ông rơi vào hoàn cảnh không nhà cửa, phải đi ở thuê và chạy đôn chạy đáo kiếm tiền nuôi vợ con. Có những ngày, phải nhịn từng bữa ăn, không có nổi 100.000 trong túi. Tôi không muốn than thở nhưng thừa nhận cuộc sống đang tận cùng của khó khăn. Nhiều lúc, tôi muốn kiếm việc gì đó làm thêm nhưng cũng không biết phải làm gì. Lại không có vốn tư. Từ xưa đến nay, tôi chỉ làm mỗi nghề diễn viên. Vợ tôi làm ra hạt điều, nhưng việc rất ít, có lúc không. Lúc tôi đang trong tình trạng thiếu thốn thường xuyên, vì vậy tôi phải vay nợ em. Người thân, một số bạn bè của tôi làm ăn phát đạt, gửi tiền giúp đỡ tôi. Con trai đầu theo nghề ca sĩ, nhưng show ít nên thỉnh thoảng về thăm, chỉ giúp đỡ tôi chút đỉnh. Cuộc sống khó khăn, căng thẳng, nhưng đó là số phận của mình rồi. Tôi phải chịu. Điều tôi buồn nhất, có lỗi nhất là không được lo cho con gái đầy đủ. Lúc tôi có tiền, mong có con gái không có. Bây giờ có lại không thể chăm lo, còn bằng với người ta. Thương tín kể trên sinh, tình cảnh khốn khó tuổi về già. Đã vậy, ông đã biết người vợ kém 32 tuổi mà ông cưới không phải vì tình yêu, mà chỉ là một thứ cảm xúc giúp ông lao đao ở tuổi xế chiều. Ngay cả việc có con cũng ngoài mong muốn. Chính vì thế cả hai vợ chồng khắc khẩu, rất ít khi nói chuyện với nhau, mỗi lần nhìn thấy giai điệu vợ gọi.
Đoàn cô chuẩn bị hỏi chuyện tiền nong, Thương Tín lại cảm thấy lo lắng. Ban đầu gia đình ông đang sống trong một ngôi nhà thuê dành cho công nhân dưới gầm cầu. Thế nhưng sau đó vì thương con gái phải ở không gian chật chội bí bức, ông để hai mẹ con về Phan Rang sống. Ông bảo ở tuổi xế chiều thèm nhất bữa cơm gia đình. Sau mỗi khi chạy xe ngoài đường thấy mọi người quây quần bên nhau mà rơi nước mắt, thế nhưng ông chẳng biết làm việc gì ngoài việc chấp nhận thực tại của cuộc sống. Mới đây, ông bị đột quỵ nhập viện cấp cứu trong trường hợp nguy kịch. Phía chủ phòng trọ của Thương Tín đã phải liên hệ với người gia đình của ông báo tin sức khỏe của ông vẫn đang khá yếu. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Nếu thích, hãy like và share. Và đừng quên bấm nút đăng ký tại đây để xem thêm nhiều video hấp dẫn hơn của chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại.